Shop hàng Nhật Tôi Đây Xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2020. Shop hàng Nhật cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ tất cả nhiều sản phẩm trong thời gian qua. Có những bác ủng hộ đến cả chục sản phẩm rồi. Tất cả các sản phẩm của shop bán ra thì các bác yên tâm về chất lượng. Bảo hành cho các bác 6 tháng nhé, tùy từng sản phẩm. Có những mặt hàng thì bảo hành 6 tháng, ví dụ như con robot này thì em bảo hành 2 tháng nhé. Hôm nay em tiếp tục lên giới thiệu với các bác một cái con robot của hãng robot Roomba. Con này có mã là 805, một con đen tuyền trông rất là sang luôn, chạy khỏe, hút khỏe, êm. Đây, một con máy em bán thì được chạy rồi, quảng cáo thì rất là nhiều với các bác rồi. Con máy hàng gọi là hàng đấu giá, hàng lướt thôi nha, còn rất là mới này các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn, đầy đủ các tính năng hẹn giờ hút các kiểu, các bạn đầy hẹn giờ hút này, còn hẹn được cả ngày nhé, đây, hẹn cả ngày giờ hút này, đây hút này, chung là chỉnh nhiều chức năng lắm. Thực ra em cũng không khám phá nhiều đâu vì công việc nó rất là bận, cho nên là cũng không có thời gian để khám phá nhiều. Còn các bác nào mà khi các bác lấy thì các bác có thể nghiên cứu thêm. Ở đây là cái hộp hút rác thôi nhé, các bác hết sức lưu ý là hộp này trong này nó có một cái motor. Đấy, cho nên tuyệt đối mình không được rửa nhé. Tuyệt đối không được cho nước vào các bác nhé. Đấy, thì có một số bác cho rửa nước rồi là nó hỏng cái motor quạt trong này đấy. Trong này có một cái motor quạt hút. Các bác lưu ý là như vậy. Đây, cái con này thì vẫn còn xốp đấy các bác này. Đấy. Đi theo sơ cua một cái chổi và một cái lọc rác nhé. Khi nào các bác có nhu cầu mua thì em sẽ bán cho các bác cái này 100.000 một cái nhé. Ở đây là cái đốc sạc nó này các bạn này, đây là cái đốc sạc nhé, đây là đốc sạc này, đây là phụ kiện, đây là cái tường ảo này mà các bác không muốn nó chạy đi, thế nào các bác chặn nó lại để chỗ đây thì nó sẽ không tới. Máy này còn khá là mới các bác ạ. Đây là hai cái bánh xe, nó sẽ chổi, phần chổi này, đây là hai quả lô, luôn là máy còn rất là đẹp, hoạt động hoàn êm ái. Điện lưới thì các bác sử dụng rất tiện, con này sử dụng được điện từ 100V cho đến 220V, tức là nó làm nó xuất đi toàn thế giới luôn. Đấy, tất cả các nước đều dùng được, hút rất là hiệu quả các bác ạ. Nhiều bác chưa dùng còn e ngại, nhưng mà khi các bác nào dùng rồi, rất là nhiều bác dùng rồi, các bác mua thêm cho gia đình rất là nhiều, có bác mua của em 3-4 cái. Cái con này em bán là 4,7 triệu các bác nhé, bảo hành 2 tháng, không có phí vận chuyển, giá 4,7 triệu, bảo hành 2 tháng các bác nhé, robot em bảo hành 2 tháng thôi. Em cho nó chạy thử cho các bác xem nhé, em cho nó chạy thử với cái đốc sạc này, coi như nó sẽ chạy với cái đốc nhé. Ở cái nền này nó hơi bị bẩn, cho nên là em không muốn cho nó chạy nhiều, chạy nhiều thì nó hơi bẩn. Này, này nó mình đi dép mà, cái robot này thì các bác nên hút ở những cái nền mà nó đi trên đất thôi, chứ mình thì nên hút ở cái nền đi dép, cái nền đi dép nó bẩn lắm. Nó có nhiều đất các bác ạ. Tí nó sẽ dò ra cái đốc này thì nó sẽ tự động nó quay vào, nó về nó sạc. Nó đang dò đấy các bạn, đây các bạn thấy đang dò chưa? Nếu nó chưa chuẩn thì nó sẽ lại tự động quay ra và nó sẽ chạy lại. Nếu chưa chuẩn nhé thì nó sẽ tự động nó dò ra và chạy lại. Nó sẽ lấy góc lại như là những người lái ô tô luôn đấy ạ, lấy góc rất là thẳng. Nói chung là con robot hút bụi thì rất là thông minh. Khi mà các bác dùng thì các bác lưu ý là nền nhà thì các bác nên tránh những cái vật dụng nó to để nó ảnh hưởng, nó hút vào, mình nên chỉ dùng để hút bụi thôi, chứ còn không để hút được các cái đồ vật đấy rồi. Khi mà nó vào đốc rồi thì nó sẽ, mà chưa chuẩn thì nó sẽ chạy ra một lúc rồi sẽ quay lại, nó vào lại. Chung là hoạt động rất là thông minh. Đây nó đang vào lại các bác nhé. Cái này thì các bác nên để sát tường để khi nó vào thì nó không bị trôi.
đấy, rồi kìa. Đấy, khi nó đặt chuẩn vào thì nó sẽ chạy vào đúng hơn. Cua rất là khỏe là sạch các bạn nhé. Con này em bán là 4,7 triệu chưa có phí vận chuyển. Các bạn nào lấy các bạn liên hệ với em nha. Chào các bạn.